để xem ai là người may mắn nhất nào. Bốc thăm thôi. Em trước. Wow, nhiều tiền quá đi. Âu, mảnh vỡ. Đến lượt em. Thanh vàng. Thật may mắn. Ôi, mảnh vỡ. Là vàng rồng. Cái gì tuyệt hơn vàng nhỉ? Có lẽ mình đoán được rồi. Đâm xỉa răng. Đùa, mày ghê ha. Trò đùa ngớ ngẩn. Ao, ưu, mảnh tam vụn. Cảm ơn nha, thầy đi đây. Đã lau sạch sàn nhà. Hy vọng không ai trượt chân. Tan học rồi, đã đến lúc giải lao. Xin chào. Ồ, tí nữa thì ngã rồi. Ui, cái xô, ghê quá đi. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện bài nhảy xa. Mark, bạn nhảy trước đi. Tất nhiên rồi. Mình sẽ thử. Ui, ngã mất. Phải duy trì kỷ lục. Mark, tốt lắm. Lola, đến lượt bạn. Mình làm được mà. Elliot, đúng lúc lắm. Thật lãng mạn. Bạn còn chờ gì? Nhảy đi. Mình nhảy đi. Mình đạt chứ. Không. Lola là người nhảy xa nhất. Chúc mừng bạn. Chiếc cúp sẽ thuộc về bạn. Tí thì quên mất cái áo khoác. Ôi, 100 đô, thật may mắn. Tủ đồ, wow, quá là nhiều tiền. Và cả hoa nữa nè, cảm ơn tủ đồ nha. Bạn chưa đóng tủ của mình kìa. Để mình giúp. Gì vậy, tại sao có rác ở đây? Lại nữa rồi, cửa bị hỏng. Mình thử sửa xem sao. Mark và Lola đang ở đây. Hãy thử ứng dụng mới trên người họ nào. Máy quét camera. Quần đùi đẹp đấy. Cậu ta đang cười gì? Bạn đang làm gì đấy? À, hiểu rồi. Ngại quá đi. Màu vàng hợp với bạn đấy. Trả điện thoại cho mình. Thanh toán chai này ạ. Ưu đãi tuyệt vời từ chính mình. Mua một tặng một. Giờ hạnh phúc. Cảm ơn, tiện lợi quá đi. Wow, mình cũng muốn. Mình sẽ lấy thứ gì lớn hơn. Cảm ơn đã mua sắm cùng chúng mình. Chào bạn, mình muốn sử dụng ưu đãi đặc biệt. Rất tiếc, chương trình ưu đãi không còn nữa. Giờ hạnh phúc qua rồi. Cái gì? Ôi không, không thể nào. Được rồi, tiền đây. Không đủ. Tiền tiết kiệm cuối cùng của mình. Chào, mình trả bằng tiền mặt. Không cần đâu. Bạn là khách hàng thứ 1 triệu. Chúc mừng bạn. Tấm séc này là của bạn. Chà, cảm ơn. Ngày hôm nay thật may mắn. Cái gì? Đáng lẽ phải là mình chứ. Chào Mark, để điện thoại đây nào. Chúng mình sẽ chụp hình cho bạn. Miễn phí nha, cười nào. Hả, tại sao cậu ta đẹp hơn bạn? Vào trong tủ đi. Cười lên. Này, chuyện này không hợp lý chút nào. Vào đó đi. Chụp ảnh nào. Cái gì? Chắc chắn máy ảnh của bạn. Nó bị hư rồi. Đưa điện thoại đây. Cảm ơn đã chụp hình nha.
mấy giờ rồi nhỉ? Mình ngủ quên mất, trễ học mất rồi. Mình không có thời gian thay đồ nữa, cứ thế này đi thôi. Hy vọng không ai chú ý. Lola, bạn tuyệt lắm, đây sẽ là trend mới đó. Gì vậy trời? Sao rồi Candy, muốn đi chơi không? Có thể, cũng đã lâu chưa gặp bạn. Chắc bạn thay đổi nhiều lắm, gửi hình cho mình đi. Ảnh ư? Chụp ảnh tự sướng thôi. Có đẹp không nhỉ? Ôi xấu quá đi. Lại nào. Ui, mặt của mình, không thể chụp ảnh như vậy được. Bức hình đó nhìn mình đẹp đấy chứ. Chụp ảnh của ảnh nào. Tuyệt, gửi thôi. Ôi, chúa ơi. Ôi không, không xong rồi. Các em có bài kiểm tra hôm nay. Bắt đầu làm bài nha. Mình không hiểu gì cả. Mình đã chuẩn bị rồi. Bản tài liệu tất cả đáp án. Mắt, không gian lận nha. Ui, em không gian lận. Tốt. Đây là gì? Lula. Dạ, đây ạ. Xem nào. Tất cả đúng hết. A cộng. Wow, thật may mắn. Gần xong rồi. Hy vọng thầy giáo không chú ý. À ha, bắt được rồi nha Andy. Em bị điểm F vì em đã gian lận. Hôm nay xui quá đi. Bữa trưa. Mình quên chuẩn bị mất. Các bạn đổi đồ ăn không nào. Wow, bánh sandwich. Cái gì đây? Salad. Bữa ăn quá đạm bạc. Mình có không gì cả. Thôi vậy, coi như mình đang giảm cân. Đồ uống và hoa từ người hâm mộ bí mật đây. Thật dễ thương. Cái gì? Gì nữa đây? Mình đánh rơi bữa trưa. Kẻ thất bại. Đùa. Mọi chuyện. Đừng có mơ nha. Các em hiểu nhiệm vụ của mình trong kỳ nghỉ chứ? Chuông reo rồi. Chúc các em có kỳ nghỉ thật vui vẻ nha. Hẹn gặp lại. Các bạn đợi mình với. Mình đánh rơi mọi thứ rồi. Tạm biệt Andy. Chúc bạn có kỳ nghỉ vui vẻ nha. Đợi mình với. Chờ chút. Ồ, tại sao chứ? Xem phim vạn khoai tây chiên là tuyệt nhất. Chọn ngẫu nhiên nha. Của mình có thêm tiêu. Của mình là vàng. Thật kinh ngạc. Bạn may mắn thật đấy. Để xem của mình là gì. Khoai tây. Của bạn là thực phẩm hữu cơ. Chỉ có mỗi củ khoai tây ư? Vị nguyên bản của bạn. Chào bạn, mình đến để xem phim. Cho xem vé đi. Vé ư? Không biết mình đã để nó ở đâu rồi nhỉ? Không tìm thấy. Ôi không, mình đánh rơi bỗng ngô mất rồi. Andy, mình có thêm một vé này. Rất tuyệt. Còn mình thì có thêm phần bỗng ngô. Cảm ơn. Xem phim vui vẻ nha.
dễ thương quá đi. Ngừng khóc nào. Mình rất may mắn khi có họ làm bạn. Điều đó là quan trọng nhất.